Cái xe cái điện thoại sao nó lại quay. Chưa kịp chụp hình. Thẳng quá. Chưa một đứa ngọn nữa. Không có cái chỗ để mà ngồi ăn luôn. Cũng mong mày bắt chước người ta làm. Mình đi ăn quán thì mình ta ăn là tôm sống với mù tạt với muối ớt xanh với xả thôi. Ở nhà mình chỉ làm muối ớt tại vì không có wasabi ngon. Thì mình sẽ là làm rất là kỹ với đá với chanh. Nè, ngâm chanh là nó chín rồi. Đá nó chín hết. Rồi để thêm mắm chấm. À, chết cha. Lấy động lực mãi, dậy tính đi giặt đồ xong rồi lười. Quên mua lon coca nữa. Bây giờ chết cha ăn bốc bằng tay. Mình rất là thích ăn hành, tỏi, ớt, xả, rau thơm, các loại gia vị. Không biết bao nhiêu quả ớt vô nó đó. Rồi nước chấm một tiếp dưới thôi. Rồi vạch nó ra. Mình xếp tôm thành hình trái tim. À. Đây là vỏ chanh. Mình sẽ ăn kèm nó. Chấm thật kỹ luôn. Giờ lại một miếng xả nè. Một củ hành. Một miếng vỏ chanh nữa mà thôi chắc phải ăn bỏ từng cái chứ bỏ một mình. Bên này còn có đồ tôm với mực nè. Ngon quá. Giòn. Đã quá. Quên mua nước ngọt. Hành này là hành củ tím, cắt ra không, làm sạch xong để nguyên củ, ngâm vô nước đá lạnh cho nó bớt hăng lại nó giòn, xong đó rồi ăn chung. Tại mình thích ăn hành. Lẽ cho mọi người đi chơi hết rồi. Sáng chưa ăn sáng. Giả một đống ớt rồi. Tôm làm sạch chị nè. Tôm tươi á, làm sạch chị xong rồi ngâm đá. Ngâm đá cho nó cứng, nó giòn xong rồi bắt chanh vô mà nó chín luôn nè. Xong giờ đổ mắm cho nó là chín rồi, khỏi cầm một tạt luôn. Ăn với lại hành. Miếng hành. Ngon quá. Thực ra thì rau răm bỏ vô cho màu mè thôi chứ không à. Đổ lưu thêm một cây. Đây là mực. Mực thì mực này không còn sống. Cay quá. Giòn quá.
Buồn quá không biết làm gì, ngồi quay vừa quay vừa ăn cho mọi người thèm chơi á. Hành này ăn sống rất là ngon nè. Hành tím á, một là ngâm chua, hai là ăn sống. Mình thì không thích hành phi. Hành tây hay là hành gì cũng vậy, hay bất kể cái gì muốn cho nó giòn thì cứ bỏ vô nước đá ngâm, bớt hăng nữa. Ăn nó vừa thơm vừa giòn, nó không còn bị hăng của hành nữa. Nãy là mình xếp hình trái tim này nhưng mà bây giờ nó che mất rồi. Cái này là vỏ chanh, vỏ chanh bỏ vô ăn rất là thơm. Giờ mình có một ly tinh đã, món yêu thích của mình đây. Nguyên liệu hết sức là đơn giản. Sáng nay mình mua hết có bao nhiêu ta, 5 mấy ngàn tiền tôm mà. Tôm đang rất là tươi. Ớt ăn càng nhiều càng hấp dẫn. Cày vãi nồi. Đầu tôm á, đúng ra là mình sẽ nướng mọi, nhưng mà lúc nãy có mực nên mình hấp hấp bằng muối hột với xả gừng, nhưng mà gừng chủ yếu là để hấp mực thôi, còn đầu tôm thì chỉ hấp muối thôi. Cày vãi nồi sáng trên sáng. Vì có một mình à, thằng em không làm. Làm ăn thử đi chị, ngon lắm. Nói đầu tôm thì là có gạch nha, còn cái phần ấy của nó là mình làm sạch rồi này. Chị yên tâm, gọi chị thôi. Trời nó ngon. Nước mắm thì chua, cay, thơm mùi chanh. Tại vì em có sắp bỏ chanh vô đây nữa này. Chanh này bỏ nó sạch đó. Ngâm xả nè, ớt. Quan trọng nhất là khâu làm tôm ấy, làm sao mà tôm nó giòn. Dạ đúng rồi, em khoái ăn cay. Mặt em bị mụn không phải là do ăn cay, mà là do bị dị ứng. Xong da nó yếu, cái nước mưa mà nó dơ rồi em cũng bị mụn. Còn cay thì không. Ăn một con tôm này nè, với một miếng chanh, miếng hành, miếng xả, thêm miếng dưa leo nữa. Vừa ăn vừa chảy nước mũi luôn á. Cái này mà ăn vào buổi tối á mới kích thích, buổi đêm á. Nhiều người không thích ăn đầu tôm với đầu tôm ngon mà. Đầu tôm mình nướng mọi lên chấm muối ớt hoặc là muối ớt xanh á, ngon. Cái món này mình có 2-3 cách làm, không nhiều cách làm á, nhưng mà chủ yếu là một là nước mắm, mình giả càng chua cay nó càng ngon. Với lại người nào mà sợ ăn sống thì nó sẽ chín đồ ăn hơn, còn mình thì càng sống càng ngon. I'm
mấy ngàn tiền tôm mà chắc được một cái tôm 100 gì mấy ngàn á. Người ta giờ chắc đi Vũng Tàu hết rồi quá. Ăn đồ tôm siêu ngọt luôn. Hôm bữa mua một ký ghẹ lagi, trời ơi về ăn ngon. Ê Tuyết, ở bên Indo còn món này không mày? Ở Việt Nam là có rồi đó. Mỗi lần ăn tôm là nhớ Tuyết. Nhìn mấy quả ớt này kích thích. Vỏ chanh á, đúng ra là mình để nguyên miếng này nè, mình ăn luôn. Nhưng mà mình thích đẹp cho nên là cũng màu mè cắt ra nè. Cái quá, sáng chưa ăn sáng quá, cái này luôn chắc bánh. Thích nấu ăn lắm nha. Nhưng mà nấu mấy cái đồ linh tinh mà hứng lên mới nấu chứ bình thường lười chết bà. Nè con tôm thì mình làm ngâm cho nó, ngâm đá cho nó giòn ơi là giòn. Sau đó rồi mới đầu là mình cắt cái đầu nó ra, xong rồi mình bóc vỏ, xong rồi mình lóc dao lấy chị này, lấy chị sạch từ đầu đến đuôi này, xong phần đuôi mình để một xíu. Đúng ra là người ta sẽ lóc nó sâu hơn, xong người ta để đứng con tôm lên cho đẹp, nhưng mà riêng mình thì thôi để dễ được rồi. Mình còn chừa một ít cái đuôi để cho nó đẹp với lại nó cứng con tôm á, chứ còn nếu mình bóc hết đuôi giống con này nè nó sẽ rất là mềm. Mà thôi mất công, trời trời đi gớm. Đó, tôm làm sạch sẽ rồi, xong rồi bỏ vô, bỏ ngay vô nước đá luôn, đá càng lạnh càng tốt, ngâm ngập hết tôm luôn, nó sẽ trắng con tôm lên và sẽ rất là giòn. Sau đó là mình đến lúc mà nó đủ giòn rồi á, mình vớt ra ngâm vô nước chanh. Thấy không, ngâm nước chanh là nó tái giống như là mình luộc sơ nè. Xong rồi mình thích làm gì mình làm, giả nước mắm cũng được, không thì rưới mớ xanh với xả bầm lên ăn chung với dưa leo ngon vỏ ấy. Cái này mà trời mưa buổi tối á thì uống với rượu vodka ngon. Vodka pha với coca uống với đá. Còn hôm nay bình danh là uống sữa tinh với đá, mà nãy quên đi mua sữa tinh. Ngon quá. Lễ này ai cũng đi chơi hết, có mình ở nhà. Ừ nè, chị thèm món này, chị thích món này lắm. Bạch tuộc sống, nhưng mà bạch tuộc tươi thì khó, rất là mắc, ăn tôm dễ hơn. Có món gẹ sống là không dám ăn thôi. Mình thích món này là từ một người bạn dẫn đi ăn ở quán Ốc Nguyên ấy. Họ làm ngon lắm, đơn giản, nhưng mà ăn với mù tạp và muối xanh, cái lại xả bầm. Bữa nay cũng phải đi làm nữa hả? Nè, giống con này là mình tẻ sâu quá, nhìn nó mềm. Với lại cái phần đuôi mình bóc mất một lớp,
màu này mà thôi, nhậu ba trái. Hành mình hành sống nha, nhưng mà mình ngâm đá lạnh rồi, nó không cay, nó cũng hăng nữa, mà nó sẽ rất là thơm và giòn. Chanh cũng vậy, thơm thơm, đắng đắng, giòn giòn. Xả thì miễn bàn á. Ở Hà Quêm chị tính nghỉ từ hôm qua chứ, nhưng mà có kế hoạch đi Vũng Tàu cũng bị cancel rồi, nên thôi qua vẫn đi làm mà về sớm. Nay thì ở nhà giặt đồ cũng lười. Chắc phải bỏ 10 trái ớt vô đây á, cay vãi đái. Hãy cứ con người mình á mà thấy ăn cay á, hãy mà nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ có ớt nữa là muốn ăn ngay mà luôn. Nghe mùi chanh nữa thì thôi, chanh với xả. Nãy xếp hình trái tim đẹp lắm, bây giờ đảo lộn hết rồi, khỏi trái tim luôn. Nhà mình nhiều kiến vãi. Một con mực nữa, nhưng mà mực phải hấp lên rồi. Mực này không thể ăn sống được. Cái vãi. Anh mình thì buồn quá. Phát trực tiếp cho luôn. Ừ. Mình vắt chanh vô là nó đã hơi chuyển sang màu chín rồi. Xong rồi em đổ nước mắm chanh ồ này kia nó nóng nữa. Cái này là mình ăn trái rồi, không phải ăn sống nữa. Ăn sống là phải con nó đang sống, bóc nguyên con ra làm sạch ngay tại chỗ luôn rồi chấm vô mù tạ ăn luôn. Nhưng mà ăn như vậy thì tôm ngọt, nhưng mà nó bị dẻo tôm ấy. Tạm biệt mọi người. Mình sẽ đi mua sơ tinh và đổi ga để về nấu ăn tiếp. Ăn tiếp. Chứ mà không có nước không chịu nổi.